Đầu tiên các bác có thể thấy là bạn này cầm như thế này là đúng chưa ạ? Đó, cái cách cầm này là sai này. Rồi tiếp theo em có thể cầm ở dưới. Rồi, cầm như thế này hát cũng là sai luôn. Đó. Và em cầm cho các bác vị trí cầm làm sao cho đúng nhất nào. Đó. Đó, các bác cầm như thế này nhá. Đó, cầm như thế này là đúng nhất nào. Em xin chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh truyền thông của Tuyên Vũ Audio. Mình thưa các bác, trong ngày hôm nay thì chúng em sẽ có làm một bài hướng dẫn tới toàn thể các bác. Thật ra là về những cái dòng micro thì có rất rất là hầu như là không có nhiều anh em làm hướng dẫn cách chọn mic, rồi cách cầm mic sao cho đúng, rồi cách sử dụng mic như thế nào cho nó bền, nó hiệu quả. Đó. Thì hôm nay thì em sẽ hướng dẫn các bác tổng quát về mic, micro. Và đầu tiên thì em sẽ hướng dẫn là các bác lựa chọn mic. Đó, khi đi mua mic thì nên mua mic loại nào. Và bây giờ thì em sẽ quay lại gần bộ dàn để có thể là tư vấn cho các bác, để các bác có thể dễ dàng hình dung hơn nhé. Thì em đã sắp xếp sẵn đây này là một đôi loa full và một đôi loa cây. Đó. Thì khi mà đi mua loa thì chúng ta sẽ phải, ví dụ như các bác đang dùng loa full thì các bác lựa chọn mic như thế nào, dùng loa cây tép giấy thì chúng ta lựa mic như thế nào. Và bây giờ thì em sẽ hướng dẫn các bác này. Trên thị trường hiện nay thì có rất rất là nhiều loại mic đó, và cho chất âm ra nó sẽ khác nhau. Thì với những cái dòng loa cây, loa nó là trang bị loa chép full, chép kèm khá là lớn đúng không ạ? Cái công suất của nó chép hoạt động rất là lớn. Cho nên là khi chúng ta chọn mic thì sẽ phải chọn mic loại khác. Còn những cái dòng loa cây này, đó, loa cây này thì nó sẽ, hoặc là nó nằm loa cây thì chép của nó sẽ là chép giấy, nên cho nó cho cái tiếng chép ra nó khi hát karaoke nó không được sướng tai, nó không được thoát tiếng, nó không được bay tiếng. Và cho nên là anh em hay lạm dụng mà tăng cái phần chép lên đó, ở trên vang hoặc trên âm ly lên. Và khi tăng lên quá thì nó lại gây hiện tượng hú rít và nó sẽ dễ dàng gây cháy cháy loa. Thế nên là khi mà chúng ta lựa chọn mic thì ở đây thì chúng ta sẽ có một cái bài rất rất là quan trọng mà ít anh em để ý tới. Trên thị trường thì có rất nhiều loại mic nha. Đó, và có những dòng mic thiên về âm bass, có những dòng mic thiên về âm chép. Vậy chúng ta sẽ chọn mic nào để phù hợp. Đó. Và bây giờ em sẽ tổng quát lại cho các bác. Nếu như dàn âm thanh các bác đang nghe nó thiên về âm chép thì các bác có thể chọn những cái loại mic nó thiên về âm bass. Đó. Còn nếu như các bác đang dùng âm thanh nó thiên về âm bass, gọi là nhiều tiếng bass, thì anh em có thể chọn mic nhiều tiếng chép. Đó, có nghĩa là nó sẽ ngược lại với nhau để khi mà chúng ta hát nó được hài hòa với dàn âm thanh nhé. Nó như em vừa nói là trên thị trường có rất là nhiều loại mic. Đó, có loại mic thiên về âm bass, có những loại mic thiên về âm chép. Ví dụ thiên về âm chép thì bên thì em đang có những dòng mic của Sekina có mã là S8003, S8002, S8006. Ba model này thì nó rất là phù hợp cho anh em dùng cho những cái dàn loa nó thiếu âm chép, bởi vì cái dòng mic đó cái âm chép nó rất là sáng tiếng, sạch tiếng. Đó. Nó thiên về tiếng chép. Thế nên là đó là một cái mẹo nhá. Đó là một cái mẹo để các bác có thể đi mua và lựa chọn cho mình những bộ mic nó ưng ý. Còn nếu như mà anh em mà chưa biết thử, chưa biết test thì anh em có thể nhờ thẳng cái nhân viên bán hàng bên cửa hàng nào đó để họ có thể tư vấn cho các bác chọn bộ mic nào nó nhiều âm chép, hoặc là chọn bộ mic nào nhiều âm bass để các bác có thể dễ dàng ghép với dàn âm thanh nhà mình. Thì đó là cái đầu tiên mà em đã hướng dẫn các bác là cách chọn mic. Thứ hai là một cái phần cũng rất rất là quan trọng, rất là quan trọng, đó là cách cầm mic làm sao cho nó đúng để hát nó hay nhá. Rồi em sẽ nhờ một bạn kỹ thuật viên bên em để có thể là tư vấn cho các bác và hướng dẫn các bác này. Đầu tiên các bác có thể thấy là bạn này cầm như thế này là đúng chưa ạ? Đó, cái cách cầm này là sai này. Rồi tiếp theo em có thể cầm ở dưới. Rồi, cầm như thế này hát cũng là sai luôn. Đó. Và em cầm cho các bác vị trí cầm làm sao cho đúng nhất nào. Đó. Đó, các bác cầm như thế này nhá. Đó. Cầm như thế này là đúng nhất này. Đó, bởi vì sao, là em sẽ phân tích nhá. Cái cách cầm đầu tiên. Đó, cách cầm đầu tiên, cách cầm như thế này. Đó, để các bác hát này, thứ nhất là khi các bác cầm này thì miệng chúng ta là hay dí sát thẳng vào cái giọ mic này luôn. Đó. Đó. Thì đầu tiên là chúng ta cảm thấy nó mất vệ sinh này.
Bởi vì cái mic này thì nó khi hát karaoke có rất là nhiều người đã hát vào, đúng không ạ? Đầu tiên là chúng ta nói về cái vệ sinh, là mất vệ sinh. Thứ hai nhá, là chúng ta cầm như thế này và miệng chúng ta để gần mic nhá. Thì khi mà hát đó, tiếng của nó sẽ không được gọn này. Đó, nó gây ra hiện tượng ùm ùm, tiếng nó rất là khó chịu và nó không sạch tiếng. Các bác cảm thấy là hát nó tiếng nó lớn hơn thôi. Đó, có nghĩa là lúc đó nó miệng chúng ta để rất là gần, nên tiếng nó lớn hơn thôi. Chứ thật ra là tiếng hay của nó này không có. Và cái thứ ba nữa là khi mà các bác cầm như thế này, đó, nó sẽ gây đến hiện tượng hú rít, feedback nhá. Đó, cầm như thế này, nhất là anh em dùng băng số nhá. Đó, hú rít rất là nhiều. Đó, nó gây đến hiện tượng hú rít, hiện tượng feedback. Đó, thế nên là chúng ta cũng không nên cầm như thế này. Đó là một cái đầu tiên. Đó là cách cầm này, là cách cầm sai. Rồi cách thứ hai là các bác cầm như thế này, các bác hát này, có rất là nhiều người cầm như này, thậm chí là hai tay, một tay ở trên này, một tay ở dưới hát này. Thì khi mà các bác cầm như thế này, đó, thì nó vô tình nằm ngăn cả cái sóng từ cái tay mic này tới cái đầu thu. Bởi vì là tất cả các loại tay mic bây giờ thì họ đều thiết kế là sóng và anten nó ở khu vực dưới này. Đó, thì khi mà các bác mà cầm như thế này thì nó sẽ bị ngăn cản cái sóng nhá. Nó ngăn cản cái sóng nên là sóng nó sẽ bị chập chờn khi chúng ta hát. Thì đó là cách cầm này cũng là sai. Và để mà cách cầm hiệu quả nhất là chúng ta sẽ cầm ở giữa như thế này. Đó, và khi chúng ta hát đó thì là sẽ cách từ miệng cho đến đầu thu, cho đến đầu thu của mic này, khoảng độ 2-3 cm thì là phù hợp nhất nhá, là đúng nhất. Đó, thì là cách cầm như thế này là đúng. Rồi, tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ hướng dẫn là cách làm sao hát hạn chế được cái tiếng hú rít nhiều nhất nhá. Thì có rất là nhiều anh em gặp những cái lỗi này này. Lỗi nó rất là nhỏ. Đó, thật ra là để mà một dàn âm thanh mà cắt hết cái giải chép của nó đi thì hát rất là khó chịu. Đúng không? Buộc là chúng ta sẽ phải cho cái giải chép, cái giải cao nó chạy qua mic. Thế tuy nhiên khi mà chúng ta chạy qua rồi mà các bạn hát này các bạn lại dí vô tình đã quay mic vào loa như thế này. Đó, vô tình đó là nó sẽ bị hú rít này. Đó, hoặc là khi mà các bác để loa nó ở gần đấy, gần với bàn làm việc, bàn uống nước đúng không ạ? Đó, khi mà chúng ta để gần nhá, rồi chúng ta để trong bàn uống nước thì cái mic nó lại vô tình quay thẳng vào loa. Đó, nó cũng bị hiện tượng là feedback. Thứ nhất, có thể nó sẽ hiện tượng nó gây ra là ở giải thấp, có nghĩa là giải bass. Hai là sẽ là ở giải chậm. Thế nên cho nên là khi mà chúng ta không sử dụng đến mic, các bác có thể tắt mic đi này và sau đó để trong bàn. Hoặc là các bác vội mà chưa kịp tắt mic thì các bác có thể quay ngược cái chuôi mic đó về phía loa, chứ không nên quay cái đầu mic về phía loa nhé. Thì đó là một cách mà chúng ta có thể là hạn chế được tiếng hú rít của dàn âm thanh. Đó, chúng ta chỉ cần để ý một chút thôi là yên tâm hát là không nó hú rít thôi, đúng không ạ? Và cuối cùng thì sẽ là cách tắt và bật tay mic. Thì thưa toàn thể các bác nhé, thì ở đây thì chúng ta sẽ có là một cái phím nguồn của tay, đúng không ạ? Đây, em phải lấy cái tay này, nó lắp pin rồi. Đây chính là phím nguồn của tay. Đó, cái này lắp pin được. Đây này. Đây ạ, cái này nhé các bác nhé. Đó, thì rất là nhiều các bác mua về, các bác chỉ bấm này. Đó, rồi báo gọi cho chúng em là không nên. Em ơi, tại sao không nên? Các bác bấm như này có bấm đến 10 năm, đến 100 năm là nó không lên được. Mà các bác sẽ phải tí liền cho em này. Đó, dí liền nó sẽ lên, và tắt đi cũng vậy nhé. Các bác tắt đi các bác cũng bằng cách là dí liền. Đó, thế tại sao người ta thiết kế như thế này? Là tại vì là khi mà chúng ta hát, chúng ta cầm tay mic này. Đó, cầm như này chẳng hạn này. Đó, vô tình nhé, nếu như mà họ thiết kế là bấm này là nó lên luôn, thì vô tình là chúng ta đang hát, chúng ta bấm vào thì nó sẽ bị ngắt đi, đúng không ạ? Nó sẽ bị tắt đi, đúng không ạ? Thế nên là họ sẽ phải thiết kế là phải giữ một nút thì nó sẽ lên, và tắt đi cũng vậy. Đấy, để cho mà khi mà đang hát thì nó không tự bật, mà đang bật mà nó không tự tắt. Đó, thì đó là một cái mà họ đã cố tình sản xuất cho chúng ta như vậy, nên là cái này nó rất là bình thường, nó không có gì là quá là phức tạp, đúng không ạ? Mà trong khi đó là các bác mua về là các bác không để ý tới cái điều này, các bác cứ bấm thế này, em ơi sao nó không lên,
bấm như thế này thì có 100 năm nó không lên được các bác nhá. Đó thì đó là một cái số mẹo mà chúng em chia sẻ cho các bác về cách lựa chọn micro và cách sử dụng micro và cách tắt bật cho micro, và mong muốn là sẽ giới thiệu với các bác nhiều video hay hơn và bổ ích hơn. Vậy nên là các bác đang theo dõi có thể cho chúng em xin một like để động viên tinh thần chúng em ra nhiều video hướng dẫn các bác nhiều hơn thôi nhé. Và chúng em cũng xin cảm ơn toàn thể các bác đã quan tâm và ủng hộ chúng em suốt thời gian qua. Đó, và xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác ở những video gần nhất.